Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân thương. Hôm nay là chiều thứ sáu ở quê nhà, từ miền quê hương đất nước Việt Nam. Xin gửi đến anh chị em các bạn, các đồng chí, một ngày an lành và hạnh phúc. Bà con kiều bào ở xa tổ quốc có một ngày mới hạnh phúc và an lành. Anh chị em các bạn thấy quê hương mình, đất nước phát triển và đổi mới từng ngày và từng giờ rất là đẹp. Đây là vườn hoa lạc hồng, đây là vườn hoa lạc hồng ở thành phố Mỹ Tho. Các bạn thấy ngày xưa những cái công viên này nó đâu có được hoành tráng như bây giờ. Anh chị em các bạn thấy bây giờ công viên có những nơi cho những người ta ra đây người ta tập thể dục, bên kia là cồn Tân Long. Đấy. Thì các bạn thấy đối diện với cồn Tân Long đó, thì bên đây là một cái bức tượng Nguyễn Hữu Khoa Quân, là người anh hùng dân tộc. Các bạn thấy người đứng rất là hiên ngang giữa một cái khu công viên của một cái thành phố Mỹ Tho. Cái bức tượng này đã dựng phải nói là hơn 30 năm rồi đó anh chị các bạn, rất là tuyệt vời. Cái cuộc sống các bạn thấy ở quê hương tôi thấy đổi mới phát triển phải nói là rất là kinh ngạc. Nhiều khi quay trở về nhìn thấy cái đất nước mình, người dân ăn nên làm ra. Các bạn thấy ở bên kia là ngày xưa nó là những cái xóm giải nhà sàn đó, tôi còn ở quê, tôi ở nhỏ lớn tôi ở đâu đây mà những cái giải nhà sàn bây giờ người ta đã làm lại rất là khang trang, thành những cái bến cảng, những cái con đường rất là đẹp. Dọc theo cái đường Trưng Chắc này, anh chị các bạn biết ngày xưa là cũng là một cái khu nhà sàn, sau này chính phủ giải tỏa và xây thành những cái công viên rất là hoành tráng, rất là đẹp. Đường xá rồi phải nói là hạ tầng cơ sở ngày một rất là chuẩn, ngay cả cái cầu quay anh chị các bạn biết xây từ thời Pháp, sau này nó xuống cấp rồi và nhà nước Việt Nam mình xây lại những cái cầu quay đó. Rất là tuyệt vời. Bạn thấy cuộc sống ở quê nhà, các bạn biết ngày xưa cái cồn Tân Long này hồi thời Pháp đó là nhốt nước Pháp đó, nó đem những cái người mà bị phong cùi đó, họ đem qua đây để đặng mà qua cái cồn Tân Long này đem họ nhốt, họ cho qua đó là không qua bên đất liền được, họ biệt lập ra. Mà bây giờ đất nước đổi mới, anh chị em các bạn biết cái cồn Tân Long này bây giờ đất là đụng vô là trái tay. Dưới kia là cái cầu Gạch Miễu, anh chị em các bạn thấy xa thật xa đó, có thể là anh chị em các bạn khó thấy trên cái đèn cái cầu Gạch Miễu. Từ khi mà cái cầu Gạch Miễu được bắt liền từ Mỹ Tho qua bên Bến Tre đó, anh chị các bạn thấy nó thông thương với nhau, nó tạo thành một cái sức mạnh của cái nền kinh tế rất là tuyệt vời. Cái cầu Gạch Miễu đó anh chị các bạn biết đó là một cái cầu mà đầu tiên của người Việt Nam sản xuất 100%, đó là do những kỹ sư trẻ tuổi của người Việt của mình vật liệu và mọi cái sự mà gọi là làm đầu tư và thiết kế là do kỹ sư người Việt làm. Các bạn anh chị các bạn nhìn cái cồn Tân Long này bây giờ ha, dân phải nói là dân đại gia, tàu bè bến cảng nhộn nhịp lắm. Cồn Tân Long ngày xưa nói đến cồn Tân Long không ai dám qua, đi qua đó chẳng có cái gì cả, nó hoang tàn hoang phế, nó chẳng có cái gì mà ai thích cả. Mà anh chị các bạn thấy bây giờ đời sống ở bên đó cực kỳ phát triển, bà con người dân đồ bên đó anh chị các bạn, người ta ăn nó làm ra. Cái đất Mỹ Tho này ngày xưa anh chị đâu có gì là nổi tiếng đâu, mà bây giờ phát triển nó nhờ những cái bến cảng, nhiều người ta làm về thủy sản, đánh bắt cá, và nó có những cái hãng nước mắm rất là lớn làm về bên nước mắm rồi đó, như hãng nước mắm Không Hương, hãng nước mắm Không Nam Phát. Một thời các bạn biết là hai cái hãng nước mắm nó rất là lớn ở cái khu vực Mỹ Tho này.
các bạn thấy những cái bờ sông chiều về ở quê hương rất là tuyệt vời, những công viên ghế đá các bạn, anh chị các bạn thấy người già người ta đi ra công viên, người ta ngồi người ta chơi, người ta thể thao nha. Thấy các bạn thấy những cái về lợi ích xã hội, nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện cho người dân có những cái cuộc sống tốt đẹp, mà trong khi đó các bạn thấy người dân Việt Nam mình đâu có đóng thuế giống như dân Mỹ đâu. Ở bên Mỹ phải đóng thuế người dân mới được hưởng, anh không đóng thuế là anh không có được hưởng. Như anh chị các bạn thấy đó, tôi sống ở những ở bên Mỹ, tôi sống ở cái vùng ngoại ô đó, ngay cái con đường tôi không đóng vào những cái khoản thuế mà ông chính phủ bắt buộc. Ông đâu có làm đường cho tôi đi, ông đâu có xây công viên, ông đâu có xây trường học cho tôi, cho con cái tôi đi học. Tôi phải chở nó vào những cái khu mà phát triển, những cái khu đô thị mà nó thuộc về chính phủ, nó xây trường, mình phải đưa con mình vào đó để nó đi học, hay là những cái về vấn đề lợi ích xã hội, nó phải nằm trong cái khu thành phố đó. Và trong khi đó mình cũng đóng thuế, nhưng mà những cái khoản thuế mà về ích lợi xã hội đó mình đóng, nó chưa có đủ cái mật độ dân cư. Ông chính phủ ông đâu có làm. Các bạn thấy còn ở Việt Nam đời sống mọi người nó đều ngang nhau hết. Nhà nước Việt Nam mình luôn tạo điều kiện cho người dân để người ta đứng trên đôi chân của họ, để họ đứng ở và để họ phát huy phát triển cái cuộc sống của họ. Còn ở Mỹ không phải giống như những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, những cái đám dân chủ cuội nó ngồi đó, nó cho những một số những người trong nước ăn cái bánh vẽ. Bởi vì tụi chống cộng cực đoan bên Mỹ nó rất là cay cú luôn. Khi mình chia sẻ về cái bộ mặt thật của xã hội Mỹ, nó đâu phải đơn giản như vậy đâu anh chị các bạn. Một số các nhà dân chủ ở trong nước gọi là dân chủ cuội, các bạn thấy không, đấu tranh dữ dằn lắm, cuối cùng qua Mỹ rồi mày cũng như tao thôi, phải xách cái cài đi cài, làm cái má nhìn nó không ra luôn. Lúc đó là mới thấm à, lúc đó mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Đừng nghĩ là tư bản là anh sang đó là anh chỉ ngồi đó anh ngửa tay anh ăn, không có giỡn đâu. Các bạn biết heo, như hiện nay tôi xem tin tức ở bên Mỹ, mặc dù tôi đang ở Việt Nam, ông Trump bây giờ ông bắt đó, người nào mà muốn hưởng được phúc lợi xã hội đó, ông bắt là ít nhất đó, là mỗi một tuần lễ phải làm 20 giờ mới được hưởng cái phúc lợi xã hội. Ông từ từ ông sẽ siết chặt vấn đề phúc lợi xã hội. Bởi tôi thích cái sự lãnh đạo của ông Trump để giảm bớt những cái vấn nạn trong một cái xã hội. Các bạn thấy Việt Nam mình đâu có cần những cái phúc lợi xã hội như vậy đâu. Và người dân người ta tự đứng rồi, người ta tự đứng trên đôi chân của họ, rất là hay, rất là tuyệt vời. Nó không làm cho con người ta ù lì. Các bạn thấy những cái đám chống cộng cực đoan bên Mỹ gì, nó xúng vô mấy cái chỗ mà khu cộng đồng người Việt, nó ăn, nó tìm đủ mọi cách để nó lừa đảo phúc lợi xã hội, nó ăn mà cho nói mà chính thằng Mỹ còn phải sợ nó luôn. Mà lúc nào nó lên mạng nó cũng kêu gào là Việt Nam là tệ hại này, mà trong khi đời sống người ta ở Việt Nam các bạn thấy, tôi nói rất là tuyệt vời. Cái chính sách và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước tôi thấy nói gì chị các bạn, tuyệt vời. Mà hiện nay tôi nói thằng Mỹ cần phải học Việt Nam về những cái về cái cách mà gọi là về dân sự, phải làm cho người dân người ta phải tiến lên, chứ không phải ngồi đó ù lì với ngồi đó ăn bám không, người khác đóng vào cho mình ăn không, cứ trông chờ vào đó, đi đâu cũng đội thằng Mỹ trên đầu, nó khùng các bạn. Qua xứ người ta cứ đội thằng Mỹ trên đầu. Nói tới cái mặt trái của xã hội Mỹ là nó sợ té đái quần luôn. Anh chị các bạn thấy đời sống công viên con người ta sống vui không hả, rất là tuyệt vời anh chị các bạn ơi. Đi đâu đi chứ không bằng quê hương mình đâu. Tôi nói anh chị các bạn giờ có qua Mỹ có mua được cái xe, mua được cái nhà, mua được cái tivi bự, chưa chắc là mình đã có cuộc sống tốt như ở Việt Nam đâu, chưa chắc đâu. Cài chết bà cố luôn, mua cái gì cũng phải trả đau, trả bill, trả nợ. Mấy cái đám dân chủ qua tới Mỹ rồi hò hét được vài tháng xong rồi đâu vào đó hết rồi, lúc đó
cài má nó nhìn nó không ra luôn, giống như bà các bạn thấy bà Bùi đi, bà Bùi Kim Thành đi lượm từ cái lon, lượm từ cái lon coca người ta dục ra, gom từ cái lon nhục luôn, dục thấy mặt tối. Bởi vì mấy cái đám chống cộng cực đoan, mấy cái đám dân kiểu cụi nó không có ra cái ôm gì, toàn là tào lao thôi. Đất nước phát triển đổi mới, người ta ăn nên làm ra, ai cũng phấn đấu lên hết. Lên trên mạng thì các bạn xã hội các bạn nhìn thấy tưởng đâu là Việt Nam sắp sửa bế tắc hay gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự mình khi mà mình ra ngoài đời thật, mình thấy như các bạn thấy đời sống nó một trời một vực. Bây giờ trời bây giờ bắt đầu chiều rồi, con quán cá bắt đầu mở để đặng người ta đi chợ, chợ chiều là người ta sẽ làm việc rồi họ nghỉ ngơi vui thỏa cái cuộc sống. Người ta đâu cần phải đi xe hơi giống như bên Mỹ đâu, đi xe ô tô giống như bên Mỹ đâu. Có nhiều thơ nói ô Việt Nam mà nghèo không có đi xe hơi. Cái chuyện đó, cái xe hơi nó chỉ là một cái phương tiện, xe ô tô nó chỉ là một cái phương tiện. Còn ở Việt Nam người ta chỉ cần cái xe Honda, xe máy là người ta sống được. Người ta có thể đi đây đi đó và người ta có thể làm đủ thứ mọi việc hết. Còn một chiếc xe hơi bên Mỹ, các bạn nghĩ đi, làm chủ một chiếc xe hơi thì rất là dễ, nhưng mà quản lý bảo quản nó tốn kém cực kỳ. Bảo hiểm rồi đóng thuế xe hàng năm, đóng thuế xe hàng năm đâu có rẻ đâu. Mua một chiếc xe mà xe mới giờ đóng 600-700 chiếc, tôi nói là 600 là rẻ đó. Mỗi một năm là phải đóng thuế như thế nào rồi bảo hiểm nữa. Đó, mà tuổi dưới 21 tuổi mà 18 tuổi mà lấy bằng lái mới qua Mỹ mà chưa có cái kinh nghiệm để lái xe, đóng bảo hiểm sặc máu luôn, chứ đâu phải giỡn đâu. Rồi tiền maintenance vô dealer mỗi lần mà thay nhớt thay này kia là thấy bao nhiêu rồi. Sửa thắng tại bên bển nó chạy tốc độ cao đường dài, cái sự hao mòn và tốn kém để bảo quản chiếc xe cực kỳ tốn kém. Chứ là phải giống như Việt Nam, người ta mua một cái xe ô tô nó chỉ là để phô trương thôi, giống là giờ chứng tỏ cho mọi người biết là cái người đó ăn nên làm ra và sắm được chiếc xe ô tô. Việt Nam bây giờ người ta chỉ cần đi Honda thôi, đi xe máy là đủ rồi. Anh chị em các bạn thấy quê hương mình với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam mình, phải nói là tôi nói tuyệt vời, không có nơi nào bằng. Ngồi đó mơ qua bên Mỹ, mơ qua bên Mỹ rồi đi làm trâu làm bò, đi làm chết bà cô luôn. Mà lên mạng bắt đầu nổ, lên mạng bắt đầu cứ quay về Việt Nam chống phá. Ở trong nước thì ngồi đó cứ ăn được mấy cái đồng tiền của mấy thằng mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, bắt đầu đi ra đó chống tầm bậy tầm bạ, không ra cái ôm gì. Bà anh chị em các bạn, bà con kiều bào bây giờ ngày một người ta về với quê hương càng nhiều càng nhiều. Những ngày này gần Tết, tháng sắp Tết tới rồi, ai cũng tranh thủ để đặng mà về với quê hương. Qua bên đó được ngồi chóc ngóc, làm xong về chui vô nhà ngồi chóc ngóc cứ rồi lên bắt đầu quay về quê hương xuyên tạc nói tầm bậy tầm bạ. Khi nào mà nhà nước Việt Nam mình có đủ kinh phí mà xây được cái cầu bắc qua cái cồn Tân Long này, tôi nói anh chị các bạn biết là lúc đó cái cồn Tân Long này nó sẽ tạo ra một cái địa hình mà về kinh tế đó cực kỳ hay luôn. Bây giờ người ta phải đi phà như vậy nè anh chị em các bạn biết, có một chiếc phà ý là giờ người ta chỉ đi phà như vậy thôi đó, mà kinh tế của Tân Long, nhà cửa đất đai bên đó bây giờ nó mắc cực kỳ luôn. Khi mà cầu đồ nó hạ tầng cơ sở mà được bắt ngang qua nữa thì thôi, chứ sao gì nó cũng tới ngày đó thôi. Tại dân số bên đó bây giờ cũng đông rồi,
họ ăn ra, ra làm nên rồi nhà nước mình thấy vấn đề tiềm năng và kinh tế. Anh chị em các bạn thấy những cái cầu mà bắc qua những cái nơi mà xa xôi ngày xưa phải đi phà đó, bây giờ cầu bắc qua hạ tầng cơ sở được nâng lên, người dân ăn nên làm ra. Có những người nghèo khổ chốc lát trở thành những đại gia, làm nên những cái kinh tế rất là hùng, rất là tốt. Qua Mỹ thì giờ chỉ có cài thôi, tôi nói cho các bạn biết. Mấy hôm nay tôi theo dõi tình hình ở bên Mỹ, vấn đề mà đấu đá chính trị trong nội bộ của Mỹ tơi bời ba lá, tình chống nhau, kinh tế thị trường chứng khoán rớt ở trùi, rớt liên tục. Bây giờ nói chung là có tiền phải biết mà làm ăn, mà đâu qua đó thì tôi nói ở Việt Nam là nhất. Mỹ bây giờ qua là chỉ có bù đầu bù cổ cài thôi, không ăn việc làm bây giờ đâu phải là dễ đâu. Qua là chỉ có con đường là đi dũa rồi, tôi nói không phải là nó che nghề nghiệp gì, dũa hỏi với qua chi cho khổ vậy. Trong khi đó mình có tiền bạc của ăn, của dư, của thừa, của để ở quê nhà lo làm ăn. Các bạn thấy có những cái bờ kè ở ngoài kia đó, cái những cái ở ngoài sông như đó là người ta nuôi cá đó, dọc theo cái bờ sông này, ở bên cái sông Cửu Long này anh chị các bạn biết, người ta có những cái bè nuôi cá đã lắm. Để hôm nào tôi thuê chiếc tàu, có chỗ nó cho mình thuê chiếc tàu, nó chạy vòng cặp luôn mấy cái bè nuôi cá. Người ta nuôi cá thấy hàm lắm. Bây giờ dân nuôi cá họ cũng khá, tại vì cá ba sa mình bây giờ tiêu thụ ở cộng đồng quốc tế cũng mạnh, mình có cái đường ra đó rất là ổn định, chứ không phải giống như những cái năm đầu mình còn khó khăn, với là mình bị một số người nó tuyên truyền tầm bậy tầm bạ, nó nói cá cha của mình xuất khẩu là cá cha bẩn. Sau đó bên cái hội cá ba sa người ta đã chứng minh là cá ba sa của mình là đạt tiêu chuẩn cao, cuối cùng họ cũng pass cho mình để mình qua được cái rào cản đó. Bây giờ cái ngành cá ba sa Việt Nam tôi nói chỉ các bạn ăn nên làm ra, nó rất là ổn định. Ngay cả bên nông nghiệp thì có cà phê thì cũng đã ổn định rồi, tại vì những cái thị trường đó mình đã xuất khẩu qua những cái quốc gia mà họ khó tính đó. Bây giờ người ta đã thấy được cái ngành nông nghiệp Việt Nam của mình nó càng lúc nó càng chuẩn hơn, cái chất lượng của mình càng ngày nó càng tốt hơn, và nó cạnh tranh với lại những cái mặt hàng của Thái Lan hay là những cái mặt hàng của Indonesia, những cái quốc gia mà người ta đi trước mình đó. Bây giờ mình đã cạnh tranh được hết. Người nông nghiệp, người là nông dân bây giờ người ta làm, người ta đã ý thức về những mô hình chất lượng, họ bắt đầu họ đã chú trọng về chất lượng nhiều hơn là số lượng. Cái gì nó cũng phải có từng bước để đổi mới và phát triển, chứ không phải giống như mấy cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp cứ ngồi đó thôi. Việt Nam nghèo, Việt Nam không bằng ai, bằng này nọ, mình đâu cần phải bằng ai. Cái quan trọng là mình phát triển đất nước đi từng bước một, và từng bước một mình đi chậm mà mình vững vàng, chứ không phải mà cứ thấy người ta sao cái mình phải bắt chước rồi chạy bù đầu bù cổ, bóp bụng xiết cổ dân để cho chạy theo, để là bằng mấy cái quốc gia người ta đã đi trước mình từ lâu rồi. Tôi thấy là cái hay của người cộng sản là chỗ đó, những người lãnh đạo ở trung ương, cái hay của họ là họ đi từ từ và từng bước một vững vàng. Các bạn thấy khi mà kinh tế toàn cầu nó suy sụp, nó bị khủng hoảng vào năm 2008, Việt Nam mình cũng phát triển từ từ thôi, chứ không phải mà đi tuột tận đáy giống như bên Mỹ luôn, mà đi tuột tận đáy mà đi trừ luôn. Trong khi đó Việt Nam mình chỉ đi, mình đi chậm lại thôi, nhưng mà mình vẫn phát triển, mà mình đi chậm lại, mình không có phải mà tuột tới nỗi mà tận đáy, mà tới nỗi mà âm luôn, trừ luôn giống như Mỹ. Nhiều bà con kiều bào cái lúc đó là con nói chị các bạn văng vô vách trái túi nữa. Cái ngồi đó cuồng thằng Mỹ ôm nó cổng nó trên đầu,
chứ là bao nhiêu tiền của làm nhiêu đổ vô bất động sản, tới chừng mà nó sụp xuống cái hỡi ơi cái đường đời. Thôi thì lại mình chia sẻ với anh chị các bạn những cái hay của quê hương mình, về với quê hương mình thấy là rất là tự hào. Tôi rất là tự hào là một cái con người Việt Nam, anh chị các bạn. Tôi vô cùng tự hào và hãnh diện mình là cái con người Việt Nam. Mình đi đâu đi mình phải tự hào mình là con người Việt Nam, mình phải nhớ về quê hương của mình, chứ không phải đi ra được xứ người ta ăn được bơ thừa, ba cái bơ thừa sữa cặn, bắt đầu quay qua ngồi đó chê nó xấu, tìm đủ mọi cách để đăng mà gọi là bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Tôi thấy những người đó khinh, đối với tôi khinh khinh khủng khiếp. Thôi thì mình xin chào anh chị em các bạn nha. Là mình để máy ngang, không biết anh chị em có mời anh chị em các bạn lên được không, để mời thử rồi mình để máy ngang nhé. Chắc là mời không được rồi. Hay mời không được, tại mình để máy ngang rồi. Thôi thì xin chào anh chị các bạn. Bye bye.